làm chứng về những phép lạ của Ngài. Và nếu ông bà anh chị em có những lời làm chứng trong những ngày vừa qua, trong một tuần qua có những sự phước hạnh của Chúa, thì xin ông bà anh chị em hãy lên đây để chúng ta có thể làm chứng về những phước hạnh của Chúa. Hoặc là chúng ta có những cảm nhận, chúng ta có những sự nhắc nhở, hoặc là điều mà chúng ta có thể chia sẻ lời của Chúa cho những ai đó, chúng ta hãy đến với Chúa trong sự làm chứng. Và vừa rồi thì tôi xin làm chứng trước. Và tôi đã hứa nguyện với Chúa rất là nhiều năm, và cứ mỗi một tuần, xin thưa quý vị, cứ mỗi một tuần là tôi đều có những lời làm chứng mới. Cứ mỗi tuần nào tôi đều có những lời làm chứng mới. Và tôi hứa nguyện với Chúa: Chúa ơi, cho con có mỗi tuần con đều có những lời làm chứng để con có thể đứng trước hội chúng và dân sự của Chúa để làm chứng về những phép lạ kỳ diệu của Ngài. Và trong những năm qua, biết bao nhiêu năm qua, cứ mỗi tuần tôi đều có những lời làm chứng và những cái phước hạnh của Chúa. Buổi sáng hôm nay thì tôi muốn làm chứng một điều. Ngày hôm qua đó thì tôi đi chia sẻ, và tôi cũng đi để phát những cái truyền đạo đơn cũng như những cái thư mời để cho cái chương trình buổi tối hôm nay, đó là chương trình Phấn Hưng ở tại Los Angeles. Và nếu quý vị chưa nhận được thông tin đó thì quý vị cho tôi biết để tôi có thể gửi những thông tin cho quý vị và mời quý vị tham dự với chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Và cái tinh thần xin thú thật, cái tinh thần ở trên LA Los Angeles thì mạnh mẽ hơn ở Westminster rất là nhiều. Là bởi vì họ khao khát, chỉ có một điều đó là họ khao khát quý vị. Ở đây cũng mạnh chứ. Ở đây cũng mạnh, nhưng mà ở đây gần mặt trời, gần một phim cách xuyên rồi mạnh hơn. Ở đây cũng rất là mạnh, nhưng mà cái số lượng người cũng vẫn còn yếu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa mở từng cánh cửa ở từng nơi khác nhau, và sau đó thì giống như nước đó, là từ nhiều nguồn nó đổ xuống là nó thành cái gì, flood luôn, nó thành là lũ lụt, thành lũ lụt luôn đó. Mà đây là lũ lụt và thuộc lên amen, hallelujah. Cho nên chúng ta đang cầu nguyện để có nhiều cái giánh sông của sự phấn hưng từ Pomona, Pasadena, Irvine, Fountain Valley, Santa Ana hay là bất cứ nơi nào đó, để rồi những cái nguồn của cái sự phấn hưng đó nó sẽ đổ vào. Và mặc dù chúng ta nói là chúng ta yếu ở tại Westminster, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đã ban chúng ta thật là nhiều. Và vừa rồi đó thì có một cái người chị em, cái chị đó là chị bị bệnh ung thư. Bị bệnh ung thư cũng đã rất là lâu, và cái bệnh nó càng lúc càng nặng nề. Thì khi vừa rồi thì lên đó cầu nguyện, và khi chúng tôi cầu nguyện và Chúa cũng bày tỏ đó là Chúa đã chữa lành cô. Thì sau khi nói như vậy đó thì có một cái người bạn của cái chị đó, ồ lo lắm, nói ông sư mà phán như vậy là kể như là về, mà ví dụ như mà không có nhận được sự chữa lành thì như thế nào, có thể là cái người chị em đó cũng sẽ bị sa sút hoặc là bỏ Chúa nữa đó. Cho nên cái người chị em đó về càng cầu nguyện Chúa ơi, xin Ngài thực thi cái lời của Ngài, cái lời hứa của Chúa. Và cái người chị em đó nói với người mà bị bệnh ung thư đó: chị đi vô bác sĩ khám đi, khám lại lần nữa coi thử như vậy là lời của Chúa đã ấn chứng hay chưa. Nói chung là chị cũng nóng lòng. Thì cái người chị em đó đi vô bác sĩ khám, thì quý vị biết cái điều gì xảy ra? Bác sĩ rất là ngạc nhiên. Bác sĩ nói: ủa, những cái tế bào ung thư bây giờ không còn nữa, chị đã được sự chữa lành. Chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta thấy Chúa chữa lành cho người này mà Chúa chưa chữa lành cho người kia. Cái điều đó không phải là cái sự nghi ngờ của chúng ta, mà chúng ta cần phải hỏi. Cái vấn đề là chúng ta phải tiếp tục và tiếp tục tin cậy vào Chúa và nghe tiếng Chúa để Chúa Ngài tiếp tục phán. Và tối hôm nay thì người chị em đó cũng sẽ đến để chia sẻ cái kinh nghiệm đó và cái sự làm chứng đó. Và điều chúng tôi rất là cảm ơn Chúa về những sự kỳ diệu mà Chúa làm. Ngày hôm qua khi mà tôi đi phát đó, thì ở tại cái khu vực đó đó, cái mục sư nói đó là toàn là Phật giáo không ạ. Nhưng mà tôi cầu nguyện, bất cứ nơi nào tôi đi cầu nguyện thì nói: Chúa ơi, cho con gặp những người chưa là những người tin Chúa và những người chưa tin Chúa. Những người chưa tin Chúa thì mời họ rồi chia sẻ lời của Chúa. Những người mà tin Chúa đó thì mời họ cùng cộng tác. Và cảm ơn Chúa. Và khi mà tôi đi phát, tôi tưởng rằng ở khu vực đó thì giống như bên Trung Quốc, ví dụ Trung Quốc á, quý vị mà đi phát á, những cái thư mời á, hầu như 95% là họ không có nhận. Hầu như 95% là họ không nhận, bởi vì họ bị lừa gạt rất là nhiều. Cho nên nhiều khi á, mà nhận một cái tờ nào mà nó bị ếm hay là bị bùa chú thì cái người đó cũng sẽ có vấn đề. Hoặc là nhiều khi nó có một cái chất á, mà người đó vừa hửi vô một cái á, là bắt đầu bị mê rồi sẽ cứ nghe theo cái người đó, rồi xong lấy mấy cái cạc ra rồi đi tới ngân hàng lấy tiền, ví dụ như vậy. Cho nên người Trung Quốc ở tại Trung Quốc họ rất là nghi ngờ.
Và tôi nghĩ rằng ô mà khi đi phát như vậy chắc cũng có thể là rất là khó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, hai tiếng đi phát là phát hết và người ta đều nhận. Chỉ có một người là từ chối thôi. Chỉ có một người từ chối. Và hơn thế nữa thì cũng gặp một số những cơ đốc nhân, ô tôi giới thiệu đó là tâm mục sư, thì họ rất là vui mừng và chúng ta cũng có sự liên kết và họ cũng sẽ đi đến tham dự với chúng ta trong buổi tối hôm nay. Đó là điều mà chúng ta thấy Chúa Ngài đang mở, và tôi cảm ơn Chúa những cái công trình thuộc linh đang được mở ra, và Chúa cũng cần mỗi đời sống của ông bà anh chị em ta là những người đã tích cực, rất là tích cực, đã cộng tác và cầu nguyện và thực hiện những công việc Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện tiếp tục, sẽ mời nhiều người nữa đến cùng cộng tác với chúng ta trong buổi tối hôm nay và trong những ngày sắp tới nữa. Cảm ơn Chúa. Ông bà anh chị em có những lời làm chứng nào không ạ? Cứ cầu nguyện là cứ mỗi tuần có lời làm chứng là chúng ta sẽ có lời làm chứng. Rồi xin mời chú Hồng là lên đây cho tất cả mọi người. Xin mời chú Hồng. Cảm ơn mục sư, tôi định nói đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý vị, với lại mục sư anh chị em ở đây. Quý vị thấy rất là đẹp không quý vị? Rất là thay đổi rất là nhiều. Mỗi ngày tôi tới đến hầu như là có sự thay đổi. Tôi muốn cảm ơn tất cả những vị mà đóng góp trong việc mà trang trí rồi. Bỏ cũng có rất là nhiều, tôi rất là sự cảm động trong cái phòng tuy nhỏ nhưng rất là ấm cúng thưa quý vị. Đó không phải là một sự tình cờ, nhưng mà đó là cái sự mà Chúa chăm sóc, Chúa cảm động để quý vị đến để mà hợp tác với một sơ chế với cái mục vụ này để mà làm cho cái phòng nhóm này rất là khang trang. Đó không phải một công việc nhỏ, một số một nhiều quý vị, nó phải có một thời gian. Và tôi tin rằng Chúa cũng từng bước sẽ mở đường cho chúng ta. Cái chỗ chúng ta nhỏ, nhưng mà Chúa, tôi tin rằng Chúa biết là cái khả năng của chúng ta để mà Chúa từng bước mở cái nơi lớn hơn theo cái khả năng của chúng ta, theo cái điều kiện mà Chúa cho phép, theo điều kiện mà chúng ta có thể làm được. Thì quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện cho cái mục vụ này, không phải cho chính chúng tôi, nhưng mà cho công việc của trời Chúa. Chúng tôi muốn dâng lên Chúa là cảm tạ như vậy. Như mục sư Joshua cũng vừa chia sẻ là khi ông nói cái sự cảm động thì ông cầu nguyện. Ngay cả khi mà cái phone của nhà tôi bị mất, vợ cũng nói với tôi là sẽ có người gọi trong hôm sau. Tôi thật ra trong lòng mình yếu đức tin, tôi không nghĩ điều đó cái phone rắc như thế nào, tôi không nghĩ là có người gọi lại. Nhưng mà thật sự khi mà Chúa đã đẩy trong lòng ông như thế nào thì Chúa thì ông chia sẻ điều đó là như vậy. Tôi muốn cảm ơn Chúa về những cái điều mà Chúa đã làm cho công việc của Chúa tại đây, cũng như trên đời sống của mỗi quý vị. Quý vị tin rằng Chúa cũng sẽ chúc phước cho quý vị với lòng ao ước của quý vị trong sự hầu việc Ngài. Chúa thấy và Chúa sẽ chăm sóc cho chúng ta. Và tôi khuyến khích quý vị đừng ngần ngại, quý vị cứ bước đi theo đức tin, dấn thân theo những điều mà Chúa cảm động, thì Chúa sẽ mở đường lớn cho chúng ta trong công việc của nhà Chúa. Chúng tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nhà cảm ơn quý vị. Amen. Rồi còn ông bà anh chị em nào có những lời làm chứng không ạ? Có những lời làm chứng ngay tại thị trục này. Rồi dạ xin mời cô. Dạ xin mời cô. Không, tại vì em muốn nói với chị Châu với này được rồi. Cảm ơn chị Châu rất nhiều. Chúa đã dùng chị Châu, nhờ chị Châu mà em mới tìm được cái phone. Cảm tạ Chúa. Cuối cùng, cảm tạ chị Châu chào ăn nữa. Rồi chưa đây ăn luôn nha, chưa đây ăn luôn nha. Thì trước đây con nói cái câu chuyện của chị đó, nhưng mà lúc đó chị không có mặt. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Châu nha. Rồi cảm ơn Chúa. Rồi xin mời cô Lan với lại chú Thành nè. Cô Thu nè. Lên làm chứng, xin mời cô Thu lên làm chứng. Thứ tư Thu đi rồi, cảm ơn. Kính thưa quý mục sư, quý anh chị em yêu rất là yêu thương trong Chúa. Trước tiên tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có được một nơi để nhóm họp như thế này, rất là dù nó nhỏ bé nhưng thật là ấm cúng. Và cái điều quan trọng nữa là trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố rằng Chúa đang hiện diện ở đây với chúng ta. Hallelujah. Amen. Chúa nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúa biết những nhu cầu của chúng ta và Chúa biết công việc của tôi tớ của Ngài đang làm. Chúa chúc phước trên tôi tớ của Ngài qua những bài giảng rất là được ơn. Hallelujah. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Và tôi xin làm chứng về những gì mà Chúa đã làm trên tôi và những kinh nghiệm mà trong những bước đường tôi theo Chúa. Thật sự trước đây tôi là một người cư sĩ tại gia, tôi cạo đầu, tôi mặc áo tu, tôi tụng kinh tối, nửa đêm tôi ngồi thiền, sáng 4 giờ tôi dậy tôi lại hằng dâm sám hối 108 lại. Nhưng sau đó khi mà Chúa cứu tôi ra khỏi cái sự tối tâm, tôi thuộc về con cái của Ngài rồi, thì tôi chỉ đi với Chúa và tôi học lời Chúa, rồi tôi sinh hoạt hội thánh nhà thờ, thì tôi tưởng như vậy là ngoan lắm rồi.
là giỏi lắm rồi, là cưng lắm rồi, là Chúa cưng lắm rồi. Nhưng tới một ngày kia tôi bị tai biến, còn có hai ngày là tôi về Việt Nam, là Chủ nhật về, nhưng thứ sáu là tôi bị tai biến hết nửa bên người, và người ta đưa tôi đi bệnh viện, rồi sau đó về, rồi hai ngày sau lại bị một lần nữa. Cho nên các bác sĩ cảnh giác rằng tôi phải cẩn thận, vì mẹ của tôi lúc 55 tuổi cũng bị tai biến, và khi 57 tuổi thì bà bị một lần nữa và bà qua đời. Thì lúc mà tôi bị đó là cũng là đúng 55 tuổi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì quý vị thấy Chúa chữa lành hoàn toàn, nhưng không thấy gì hết. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Nhưng qua đó có một sự nhắc nhở rất là lớn cho chính bản thân tôi. Vì trước đó mỗi lần tôi về Việt Nam thì tôi cứ nghĩ rằng ô, mình về Việt Nam trước như mình thăm bà con của mình, rồi mình đi chơi những cái cảnh đẹp, rồi mình ăn những thức ăn ngon, chứ mình không có nghĩ gì về công việc Chúa hết. Thật sự mà nói vậy, mình đi nhà thờ ngày Chủ nhật là mình thấy mình cũng giỏi rồi, thay vì về Việt Nam đi chơi mà. Nhưng mà ngày Chủ nhật mình dành để mình đi nhà thờ là mình thấy là mình cũng đã ngoan rồi. Nhưng mà khi tôi qua cái cơn bệnh đó, tôi thấy rằng Chúa muốn mình làm nhiều hơn nữa, Chúa muốn sử dụng mình nhiều hơn nữa. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng đủ, nhưng trong Chúa Thánh Linh mình hãy mở rộng ra, mình mở cái lòng mình ra, Chúa ngự vào và Chúa sử dụng. Ngài sử dụng với cái ý của Ngài muốn. Mình đừng hạn chế Chúa. Dạ, đó là điều mà tôi cảm nhận được. Tới một ngày kia, thật sự là tôi đi theo bắt tích, tôi không có biết cái gì về Chúa Thánh Linh hết á. Thì khi một ngày kia tôi cưu mang một người ở Việt Nam bị bệnh ung thư, và người đó đang sắp tới cái giờ mà phải từ giã cõi đời rồi. Tôi không biết mặt mũi họ ra sao, tôi chỉ nghe nói cái tên đó mà người ta nhờ tôi cầu nguyện. Thì tôi chỉ cầu nguyện thôi. Khi hát tôn vinh Chúa như vậy xong rồi, ở gia đình tôi nắm tay đứa con trai, hai mẹ con cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài thương bà Phan Thị Yến, Chúa ơi, linh hồn của bà xin Chúa cứu, Chúa ơi, Ngài đã cho thiên sứ của Ngài, Ngài đã cho sứ giả của Ngài làm chứng về Chúa cho bà, và bà đã đồng ý để cầu nguyện tiên sinh đức tin. Nhưng hiện giờ bà đang trên giường bệnh, bà không biết linh hồn bà như thế nào, nhưng xin Chúa Ngài tẩy trị, Ngài gìn giữ. Khi tôi cầu nguyện tôi khóc, những giọt nước mắt tôi rớt ra, thì tự nhiên tôi nói cái tiếng mới. Và tôi không biết đó là cái gì, tôi không hiểu nữa. Và bắt đầu kể từ đó cho tới bây giờ, cứ mỗi lần tôi đến với Chúa, tôi chắp tay tôi lại, tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện, tôi ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, thì những cái tiếng mới lại nói ra. Amen. Mà không phải là 15 phút, phải 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng vẫn nói, không biết cái từ gì mà cái đâu trong này chạy ra. Chạy ra mình không hiểu cái từ gì, mà không hiểu cái ý gì nữa. Thì cái đó là tôi chỉ biết là Chúa ơi, xin sử dụng con, làm đời sống con để có lợi cho công việc Chúa. Đó là điều mà tôi thấy cái điều này. Và một cái nữa là tôi thấy như thế này nữa, ma quỷ nó rất là tinh ranh, nó rình rập mình. Có khi tôi cảm thấy như là những cái chuyện rất là nhỏ nhặt nó làm cho mình đau bụng, nhức đầu, hay là bất cứ một cái gì rất là nhỏ nhặn. Nhưng đó là cái mà nó muốn cản trở công việc Chúa của mình. Cho nên mình phải mạnh mẽ công bố trong danh Chúa Giêsu, ra khỏi đây, ta thuộc về Chúa Giêsu, phục vụ Chúa Giêsu. Đừng cái gì, bất cứ một cái đau bụng nhức đầu hay cái gì đó làm cho mình khó chịu, mình nói ô, bữa nay chắc mình không làm được này, ô, bữa nay chắc tôi không đi nhà thờ được, ô, bữa nay chắc tôi không đi làm chứng được. Xin đừng, phải mạnh mẽ trong đức tin và bước đi với Chúa. Amen. Chúa lúc nào cũng ở cùng. Vấn đề là chúng ta phải mạnh mẽ và quyết là đắc thắng là trong danh Chúa Giêsu, đóng đinh tất cả những gì cản trở đời sống của chúng ta trong con đường phục vụ Chúa. Amen. Dạ, amen. Nãy cô nói cô thờ 108 gì? 108 lại. 108 lại, lại cho 108 anh hùng lương sang bá đó hả? Rồi, chúng ta cảm ơn Chúa. Rồi, chúng ta bởi vì thời gian cho nên mời cô Lan cuối cùng nha, cô Lan. Cô Lan hoặc là chú Thành nè, để lên làm chứng. Cái Noel nè, cái bông lá đẹp đó. Rồi, có mắc cỡ. Rồi, cảm ơn cô trong một tràng pháo tay ha. Đây, chúng ta xin mời tôi tới của Chúa là mục sư tiến sĩ Dương Văn Hữu đến để chia sẻ lời của Chúa. Xin mời cô Mindy nữa nha. Mục sư dẫn trước đi. Dạ, xin mời cô Mindy. Bây giờ xin ta cho một tràng pháo tay mời cô nói với chúng ta cái sứ điệp của sự giáng sinh. Amen. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa ha.
Trân trọng kính chào quý vị, quý tôi tớ con cái Chúa. Hồi nãy mục sư Joshua nói rằng tôi phải nói về sứ điệp Giáng sinh, nhưng mà thật ra thì tôi chỉ đứng lên đây để thực tập do cái lệnh của giáo sư của tôi là mục sư Dương Văn Hữu, cho nên đây chỉ là thực tập. Cho nên xin quý vị tha thứ cho nếu mà tôi có những cái sai sót. Cái bài tập thực tập của tôi hôm nay nói về Chúa Giêsu giả. Tại sao chúng ta phải nói về Chúa Giêsu giả? Vì ở trên thế giới ngày nay thì lan tràn hàng giả, hàng thật cũng có, và hàng giả thì rất nhiều. Hàng giả là gì? Hàng giả là làm ra giống như hàng thật nhưng mà không phải là hàng thật. Thuốc tây cũng có giả nữa. Thuốc tây giả thì là uống vào chỉ có tiền mất tật mang. Thuốc tây thật thì mới chữa được bệnh. Ở Nhật thì có xe Honda. Xe Honda rất nổi tiếng cả thế giới. Đó là xe Honda thật. Rồi cái anh Trung Quốc đó, ảnh cũng nhái, ảnh làm ra xe Honda giả. Xe Honda giả của Trung Quốc là cũng tên Honda nhưng mà có chữ C ở giữa. Rồi tại Việt Nam thì là có nhiều Việt Kiều Kiều giả lắm. Để làm gì? Để mà lừa gạt người ta, kiếm lợi riêng cho mình. Rồi có việc chiều giả thì cũng có đám cưới giả. Vì sao? Quý vị biết nhiều hơn tôi. Và tại sao có hàng giả? Vì hàng giả thì hái ra tiền, làm ra tiền nhanh lắm, dễ lắm và nhiều lắm. Một câu hỏi được đặt ra là có Chúa Giêsu giả không? Câu trả lời xin thưa là có. Tôi xin đưa ra 4 trường hợp điển hình. Trường hợp thứ nhất ở Mỹ, nhiều năm về trước đó, thì có cái ông tên là Yahweh. Ông tự xưng là ông là đấng Messiah để mà giải cứu nhân loại, mà phần đông là người da đen thôi, thì chắc tại ông là người da đen. Ông thường ngự trong một cái ngôi đền, là một cái lâu đài tình ái, có nhiều người đẹp chung quanh ông. Rồi ổng làm những cái việc gì không biết nhưng mà cũng giàu. Rồi khi mà có ai mà dám cản trở cái công việc làm ăn của ổng á, ổng cho sai người đến xảo cái tay và mang về làm bằng chứng cho ổng. Còn tại Ấn Độ thì có ông Sai Baba, là một người nổi tiếng nhất ở trong 16 đấng Giêsu giả. Ổng nổi tiếng là vì ổng phù phép nhiều lắm. Trong khi ổng diễn thuyết đó, thì chỉ cần vỗ tay một cái thôi là những cái nhẫn kim cương, những cái nhẫn thủy tinh đang tung ra trong không trung á. Rồi có lúc á thì ổng đang thuyết trình thì ổng kêu ổng đau bụng, ổng lăn lộn một chút rồi cái ổng nhả ra một cái trứng. Thành ra ông được mệnh danh là Chúa Giêsu đại chứng. Thế mà ông cũng có tới 10 triệu tín đồ. Còn ở Nga thì có bà Mary Devi Chris, bà cũng tự xưng là đấng Messiah. Có người hỏi tại sao mà Messiah lại là đàn bà như bà. Mà nói lần thứ nhất đó, Messiah là đàn ông, là Chúa Giêsu thật đó. Nhưng mà lần thứ hai thì Chúa Giêsu là đàn bà, là tôi đây. Nói vậy thì có gì sai không? Tôi hỏi vậy. Rồi bà tuyên bố cái ngày 14 tháng 11 1993 là ngày tận thế. Thì vì bà xưng là bà là đấng Messiah thứ hai đến để mà báo hiệu ngày tận thế. Rồi bà nói đại cái ngày 14 tháng 11 1993 là tận thế, mà có tận thế đâu. Xong khi bà quê quá, bà mới sợ mất uy tín. Rồi bà lại nói ra một ngày khác cũng không xảy ra,
rồi lại lần thứ ba một ngày khác nữa cũng không có xảy ra gì hết. Thế mà bà cũng có tới 150.000 tín đồ. Đó là tại Nga. Còn mới đây thì tại Hàn Quốc, xuất phát từ Hàn Quốc và bây giờ cũng lan tràn nhiều quốc gia khác rồi, thì có ông An Sơn Hong, ông sáng lập ra cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ. Người Việt Nam thì gọi là, thay vì An Sơn Hong gọi là An Sáng Không cho nó dễ, dễ nhớ, dễ gọi. Thì ông nói rằng là Chúa Giê-xu tái lâm rồi, Chúa Giê-xu trở lại rồi. Người ta hỏi, ủa đâu? Chúa Giê-xu trở lại đâu? Là ai? Hồi nào? Ông vỗ ngực tự xưng, ông nói, đây nè, tôi đây nè, Chúa Giê-xu tái lâm là tôi nè. Rồi, ông... người ta hỏi chứ, ủa, Chúa Giê-xu đâu có vợ đâu, mà tại sao ông có vợ? Ông nói, ồ, vợ tôi là Đức Chúa Trời Mẹ đó. Vì câu nói này cho nên người ta đặt cái giáo phái của ông là Đức Chúa Trời Mẹ. Ở Việt Nam thì bây giờ cái đạo này đã đến Việt Nam và cũng phát triển mạnh lắm. Vì cớ những người lãnh đạo của giáo phái này, ông An Sơn Hong và vợ ông và những người cộng sự của ông biết cách dụ dỗ người ta lắm. Tung tiền ra, mời gọi người ta đến với lại cái giáo hội của ông. Mà người Việt Nam thì rất tội nghiệp, vì nghèo khổ cần tiền, cho nên cũng có nhiều người bị ngã vào cái sự dụ dỗ đó. Tất cả những người mà tôi vừa nêu trên là ông An Sơn Hong và Mary David Chris, ông Sai Baba hoặc là ông Yahweh Ben Yahweh đều là Chúa Giê-xu giả. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có một Đức Chúa Giê-xu thật, là Đức Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời sai xuống trần gian, chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã gánh chịu mọi tội lỗi của chúng ta trên đôi vai của Ngài. Gánh ở đây không phải chỉ là chia sẻ hoặc là vứt cái gánh nặng tội lỗi chúng ta đi, nhưng mà Ngài gánh hết, Ngài chịu hết, chỉ một lần là đủ cả. Cho nên trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cần tìm đến Đức Chúa Giê-xu thật để mà thờ phượng. Và chúng ta cũng cần phải biết phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Chúa Giê-xu thật chính là con Đức Chúa Trời và cũng là chính là Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người sống trên trần thế này. Cho nên con người của Ngài mang hai bản tính. Bản tính thần tính là một bản tính rất là thiêng liêng của Đức Chúa Trời, rất là khác biệt. Và chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu thật là có bản tính này thôi. Không có một giáo chủ nào khác có bản tính này cả. Chúa Giê-xu là duy nhất, là đấng đáng chúng ta thờ phượng đúng, đáng cho chúng ta tin vào, và đấng là đáng chúng ta tiếp nhận vào lòng của chúng ta, tiếp nhận vào đời sống của chúng ta làm Chúa cứu thế. Và Chúa Giê-xu cũng có nhân tánh nữa, tại vì Ngài đã hóa thân làm người cho nên Ngài cũng có những cái cảm xúc giống như con người và có thân thể phát triển theo thiên nhiên, và cũng được sinh ra bởi một người nữ và có những cái biểu lộ của thân thể, của bản tính của con người, đó là sự đói khát, sự buồn giận, sự mệt mỏi, sự đau đớn. Và Chúa Giê-xu cũng cần đi ngủ và Chúa Giê-xu cũng chết, nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, sống mãi mãi, và để cho chúng ta cũng có sự sống đời đời khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên tôi xin hỏi, ở đây có ai chưa biết được sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu? Xin mời quý vị mau mau
chạy đến tiếp nhận Chúa Giêsu đi trong mùa Giáng sinh này, để quý vị sẽ thấy được tình yêu của Chúa Đức Chúa Trời là lớn lao, là tuyệt vời biết bao nhiêu, và Chúa Giêsu ngọt ngào biết bao nhiêu, và Chúa Giêsu là niềm vui lớn của chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Xin quý vị mau mau đến với Chúa Giêsu. Cảm tạ quý vị. Xin điểm rất là tốt rồi, chúng ta cảm ơn Chúa. Thì xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho bộ đời sống của chúng ta, để chúng ta biết được chân giả hư thiện, để rồi chúng ta có thể chia sẻ lời của Chúa, và chúng ta có thể sử dụng những cái ví dụ đó để chia sẻ cho những người đang bị hư mắt. Rồi một lần nữa chúng ta xin mời một sư tiến sĩ Nhung Hữu lên để chia sẻ lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta trong một tràng pháo tay.